dưới 100 triệu đồng, cụ thể là 105.000. Bạn đã có ngay một bình nhớt dành cho chiếc xe tay ga của mình tại shop hai bánh. Xin chào các bạn, đối với cái thương hiệu nhớt hàng đầu như là Motul thì họ có nhiều dòng sản phẩm nhớt khác nhau, nhiều cấp nhớt khác nhau để phục vụ cho từng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Vậy thì nếu như các bạn nào mà chúng ta sử dụng những dòng xe tay ga, chúng ta có những tiêu chí như là ngon, bổ, rẻ, vậy thì chúng ta phải lựa chọn những dòng nhớt nào? Thì Motul cũng sẽ có sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đó cho các bạn, đó chính là Motul Scooter Expert 10W40. Thì đối với dòng nhớt này nó sẽ có những cái công nghệ gì trong đó thì bây giờ chúng ta sẽ xoáy sâu vào bên trong để cùng nhau tìm hiểu. Motul Scooter Expert 10W40 được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu của Motul. Đây là một dòng nhớt bán tổng hợp đảm bảo độ bền và khả năng vận hành ổn định cho động cơ với những ưu điểm. Là dòng nhớt chính hãng của Motul, một trong những nhà cung cấp dầu nhờn lớn nhất hiện nay. Motul Scooter Expert 10W40 có giá thành hợp lý cho trải nghiệm êm ái khi vận hành và thời gian sử dụng từ 1.000 cho đến 1.200 km. Sản phẩm có trang bị thêm phụ gia chống mài mòn và bảo vệ động cơ một cách bền bỉ. Motul Scooter Expert chuyên dùng cho những dòng xe tay ga ví dụ như Vision, SH hay là Vario. Thì đối với dòng Motul Scooter Expert này chúng ta sẽ có hai dung tích nhớt để cho các bạn lựa chọn. Đó chính là bình 1 lít và bình 800ml. Mình xin chốt lại vấn đề từ những ưu điểm trên của cái dòng nhớt này. Nếu như các bạn nào mà chúng ta sử dụng dòng xe tay ga muốn lựa chọn một cái dòng nhớt rẻ mà lại bảo vệ tốt cho phần động cơ của mình thì cái dòng nhớt Motul Scooter Expert 10W40 này thật sự là một lựa chọn hoàn hảo. Về giá bán của nó cũng vô cùng rẻ cho các bạn, đó chính là dưới 100 triệu đồng. Cụ thể là bình có dung tích là 800ml sẽ có giá là 105.000, còn bình 1 lít sẽ có giá là 115.000. Ngoài ra thì shop hai bánh còn có những cái dòng nhớt khác cũng đến từ cái thương hiệu Motul với nhiều cấp nhớt khác nhau ở đằng kia để cho các bạn lựa chọn. Còn có Repsol, Amsoil hay là Phước nữa, các bạn có thể liên hệ với shop hai bánh hoặc là số hotline là 0938820202. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop hai bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.